Linh có hỏi mọi người là thế bây giờ cái điều gì mà cả tuổi thanh xuân có tiếc nuối nào? kiểu như vậy, hỏi rất nhiều để lựa chọn ra những câu chuyện cho những cái, đây là một cái bữa tiệc hội làng và có rất nhiều game, cả game 4.0 thời đại bây giờ, cũng có cả những cái game mà từ thời xa xưa, ví dụ như là góc gạo thổi lửa đấy. Thổi lửa mà đấy, rất nhiều, rồi là nhảy dây, rồi rất nhiều những cái game, rồi là cờ tướng. Thì trong đó có cả những cái game 4.0 của thời đại bây giờ mà các bạn ấy đang rất là yêu thích. Thì nó là một sự giao thoa thôi. Game nào cũng mong muốn là mang đến cho người ta một cái sự thư giãn đầu óc sau tất cả mọi chuyện mệt mỏi. Thì Vinh nghĩ đấy cũng là sorry anh, là tại không phải tại một thời điểm này em ít được ngủ quá nên là nhiều lúc em không có khả năng tập trung nhiều. Hình tượng bàn chúa thanh xuân thì đúng là khi em hỏi tất cả mọi người trong ekip thì mọi người cũng đã muốn có một cái người đại diện cho cái 30 năm đầu đời của mình. Một cái thời điểm mà người ta nói thật ra ở lứa tuổi của em là đã sống được nửa đời rồi đấy ạ. Thì mình muốn có một cái người đại diện cho nó và thực ra cũng là chính mình thôi. Mình tự tha thứ cho chính mình tự làm mọi thứ. Thì bàn chúa thanh xuân đấy cũng chính là linh đóng luôn. Mình tự tha thứ cho chính mình, tự bỏ qua tất cả những cái điều mà cuộc đời thì đã ai trải qua bao giờ đâu. Mình cũng chỉ trải qua lần đầu thôi và ai cũng như nhau thôi, cũng đều có những cái điều mà làm được và chưa làm được, và đến một lúc nào đấy thì cần phải đúc kết. Thì 30 năm em muốn có một cái sự đúc kết. Và đấy là lý do tại sao em chọn được cái ngày một bà chúa thanh xuân để em kể một cái chặng đường mà nửa đời người mà em đã trải qua. Và trong khi mà em đã tự thoải mái với tất cả mọi điều thì em thấy rằng là đúng 2019 mọi thứ thực sự rất là tốt đẹp với em, và em đã lựa chọn cái hình ảnh đấy. Vì em đây cũng là một cái sự tâm sự, cũng là một sự báo cáo. Về phần trang phục là tự em và ekip nghĩ ra luôn hay là mình có dựa vào hình mẫu? Về phần trang phục thì mời cô sẽ trả lời về tất cả những cái. Em xin phép trả lời câu hỏi của anh. Là về phần trang phục thì lúc mà em có lựa chọn cho Linh cái bộ trang phục về bà chúa thanh xuân ấy, thì em có hỏi Linh rằng là thì đồng trong cái cảnh đấy là sẽ là Linh ở một cô Linh ở dưới ăn mặc rất là hiện đại, thì trước tiên thì Linh muốn là bà chúa thanh xuân phải mang một cái hình ảnh rất là Việt Nam, chính vì thế nên em đã chọn áo dài và chọn khăn mấn để thể hiện được cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nữa, và một mái tóc rất là dài, mái tóc thẳng dài, cũng như là cái cách lối make up cũng lông mày lá liễu rồi son đỏ đậm thì cũng là hoàn toàn là rất là thuần Việt. Nhưng mà tất nhiên là đây là một cái MV, cái cảm giác là nó đang không rõ ở trong cái không gian và một cái thời gian là cụ thể, thế nên là em muốn nó vẫn mang đến một cái hình ảnh nó hiện đại hơn, chứ thế nên là em dùng áo dài cách tân. Là cũng đây là một chiếc áo dài mới nhất trong bộ sưu tập của chị Thủy Nguyễn vừa mới diễn ra Fashion Week vừa rồi. Thì trong lúc mà lựa chọn rất nhiều những chiếc áo dài trong bộ sưu tập đấy thì em có hỏi Linh rằng là Linh thích áo dài màu gì, thì Linh mới nghĩ đến về tứ phủ, và sau đấy Linh bảo là chứ em thích màu xanh lá cây vì là bà chúa thanh xuân và bà chúa sơn trang là một cái màu xanh mà Linh cũng rất là hợp với cả Linh nữa, về phong thủy là cũng mệnh mộc, thế nên là rất là hợp với cả Linh. Nhưng Linh bảo là em sẽ chọn áo xanh lá cây, thì em có chọn ra được hai chiếc áo, và cái chiếc áo mà Linh mặc là nó hợp với cả bối cảnh nhất, cũng như là cái việc mà em sử dụng khăn mấn cuốn lên đầu để tạo nên trong cái thời trang hơn là một cái khăn mấn bình thường. Em cũng muốn nói thêm một chút, Linh cũng nói thêm một chút rằng là ở trong cái bối cảnh này tại sao lại là một cái nơi mà nó giao thoa giữa kim và cổ, nó không có mốc thời gian diễn ra là đây là thời điểm nào. Thực ra thì nó là một cái nơi ở trong trí tưởng tượng của em thôi. Tất cả những gì em tưởng tượng về một thế giới nó là như vậy, nó là vừa có những thứ hiện đại, vừa có những cái thứ mà nó rất là mang đặc điểm của nơi mình đã sinh ra. Và khi mà hai thứ đó nó cộng lại, thứ nhất là có hiện đại mình không lỗi thời, nhưng mà có gốc rễ nên mình không mất gốc. Và nếu cộng được hai cái điều đấy thì sẽ tốt, thì nó là cái thế giới trong đầu của em. Thì em đã tạo ra một cái thế giới là gọi là farewell nghiệp duyên hội. Là cái nơi mà em luôn luôn nghĩ, bộ não của em luôn luôn brainstorm tất cả những điều em đã trải qua trong cuộc đời, đúng hay tốt, rồi mình nên nhượng bộ hay mình nên quân tử hay mình nên tiểu nhân hay mình nên sao. Tất cả mọi thứ nó ở trong đấy, và nó chính là cái hội này.
nó cũng là một cái hình tượng mà nó vẽ lên cái bộ não của em mọi thứ rất là chạy như vậy. Anh có một ý nữa là cái bài duyên âm này thì người ta đã nghe nhiều và người ta cũng đã thích. Vậy thì theo Linh, mình làm một MV mà đã quen thuộc như thế, đã có những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn gì? Thực ra thuận lợi khó khăn thì em cũng bàn với team đề tác với cả Nhu đấy. Thực ra đúng, Nhu khi mà nghe cái bài hát này thì là hai chị em nghe với nhau mà. Và từ khi trước khi ra đến album cơ. Thì có lẽ là thuận lợi khó khăn thì chắc là để cho Nhu và team đề tác trả lời. Bởi vì